Số 1500. Kinh Giới Bổn Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc thuyết: Hãy dịch Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sống người Tiên Trúc đời Bát Lương. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Phật Kim Cang mười phương quỳ lạy trước Luận Chủ, nên biết đấng từ thị nay thuyết ba tuổi giới, Bồ Tát đều lắng nghe. Giới như đèn tuệ sáng trừ diệt đêm tối tâm, giới như gương báo sáng soi tỏ tất cả pháp, giới như ngọc mani cứ giúp kẻ bần cùng lìa thế gian thành Phật. Chỉ pháp này trên hết, vì thế các Bồ Tát nên siêng năng hộ trì. Này các Bồ Tát, bốn pháp Ba La Di này là rút ra từ Tạng Luận Bồ Tát Hòa Hợp Thuyết. Bồ Tát nào vì lợi dưỡng cố ý tự khen phước đức của mình hủy bán người khác, đấy là nội dung pháp Ba La Di thứ nhất của Bồ Tát. Bồ Tát nào có tài vật tâm tánh lại bỏng sẻn, thấy chúng sanh nghèo khổ đến cầu sinh mà không khởi lòng từ bi cứu giúp, ban cho những vật họ cần cầu, họ muốn nghe pháp, Bồ Tát cũng lại ích kỷ không thuyết, đấy là nội dung pháp Ba La Di thứ hai của Bồ Tát. Bồ Tát nào vì sân hận nói ra lời xấu ác, ý giận vẫn không nguôi, nên lại dùng tay hoặc gậy đá đánh đập khủng bố gây thương tổn, nên sân hận càng tăng thêm. Dù người phạm tội đã cầu xin sám hối mà vẫn không chịu tha, vẫn ôm hận không xả bỏ, đó là nội dung pháp Ba La Di thứ ba của Bồ Tát. Bồ Tát nào chỉ bay bằng cách nói pháp tương tự Tạng Bồ Tát, hàng hai kiến lập pháp tương tự, tự mình giảng dạy hay thọ lãnh từ người khác, đấy là nội dung pháp Ba La Di thứ tư của Bồ Tát. Này các Bồ Tát, ta đã thuyết bốn pháp Ba La Di, Bồ Tát nào phiền não tăng trưởng phạm mỗi một pháp thì đánh mất giới Bồ Tát, nên phải thọ lại. Này xin hỏi các Bồ Tát ở đây có thanh tịnh không? Này xin hỏi các Bồ Tát ở đây có thanh tịnh không? Này xin hỏi các Bồ Tát ở đây có thanh tịnh không? Các Bồ Tát ở đây thanh tịnh vì im lặng, việc ấy tôi ghi nhận như vậy. Này các Bồ Tát, những pháp Đồ Cát La của Bồ Tát này đều được đúc từ Tạng Luận của Bồ Tát Hòa Hợp Thuyết. Bồ Tát nào trú giới luật nghi trong một ngày một đêm, hoặc Phật còn tại thế, hoặc ở trong tháp Phật, hoặc pháp, hoặc quyển kinh, hoặc tạng kinh Bồ Tát, Tạng Luận Bồ Tát, hoặc tỳ kheo tăng, hoặc đại chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới mà chẳng cúng dường nhiều ít cho đến một lạy, cho đến một bài kệ để ta thán công đức Tam Bảo, và cho đến một niệm của niệm thanh tịnh cũng không có, thì đó là gọi là phạm chúng đa phạm. Hoặc vì không cung kính, hoặc vì lười biếng mà phạm, thì phạm này khởi nhiễm ô. Hoặc vì quên hay vì sai lầm mà phạm, thì phạm này chẳng khởi nhiễm ô. Trường hợp người không phạm thì với tâm thanh tịnh nhập vào địa Bồ Tát, không hủy hoại thì theo thanh tịnh thường thực hành pháp cúng dường ba ngôi báu Phật Pháp Tăng. Bồ Tát nào nhiều tham muốn, không biết đủ, lệ thuộc tài vật gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi nhiễm ô. Trường hợp không phạm là đoạn trừ được tham chấp, ham muốn, khởi phương tiện nhiếp thọ để đối trị những tánh phiền não nhạy bén để phát sanh. Bồ Tát nào nếu thấy thượng tọa hai người ngang hàng có phước đức, đúng ra nên cung kính mà lại kiêu ngạo sân hận, không phát tâm cung kính, không khiêm nhường, có thử hỏi pháp cũng không trả lời, thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm, hoặc lười biếng, hoặc tâm vô ký, hoặc quên sơ suất mà phạm phạm này, nhưng không khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm nếu bị bệnh nặng hoặc tâm cuồng loạn ảo tưởng trong giấc ngủ, có người hỏi đều không trả lời thì không phạm. Khi thượng tọa thuyết pháp về bàn luận quyết định, hoặc khi tự mình thuyết pháp hoặc nghe pháp, hoặc khi tự mình bàn luận quyết định hoặc thuyết pháp trong chúng, hoặc bàn luận quyết định trong chúng, nếu không lẽ lại thì không phạm. Hoặc vì muốn ủng hộ tâm người thuyết pháp, họ đang dùng phương tiện làm cho người kia điều phục, sợ bỏ việc ác, tu tập điều lành, hoặc đang chấp hành quy chế của tăng, họ đang ủng hộ ý kiến của nhiều người, nếu không đáp trả thì đều không phạm. Bồ Tát nào khi có thí chỗ đến thỉnh, hoặc đến tận nhà mình, hoặc đến trong nhà chùa, hay ở trong hay ở nhà khác để cúng dường các vật, các thứ y phục, thức ăn và vật cần dùng, mà Bồ Tát vì tâm sân giận cao ngạo mạn không đến không nhận, thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là hoặc bị bệnh, hoặc không đủ sức khỏe, hoặc cuồng loạn, hoặc nơi quá xa hay trên đường đi sợ có nạn, hoặc biết mà không thọ để điều phục người thí chủ, xả bỏ tâm xấu ác, an trú pháp lành, hoặc trước đại thọ tỉnh, họ đang tu pháp thiện không muốn gián đoạn, họ đang mong được nghe ý nghĩa lợi ích của pháp chưa từng có như bàn luận quyết định, hoặc biết người tỉnh mời sẽ làm não hại,
họ để bảo vệ tâm dẫn trách của nhiều người, họ nhằm bảo vệ quy chế của tăng chúng. Bồ Tát nào được thí chủ cúng dường những vật báu như vàng, bạc, ngọc, mani, lưu ly, nhưng bị tâm sân giận ngạo mạn mà trả lại không nhận, gọi là phạm chúng đã phạm. Phạm này khởi ô nhiễm do từ bỏ chúng sanh. Nếu biết giác thì phạm này không khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm hoặc bị điên cuồng, hoặc biết thọ nhận rồi, chắc chắn sanh tham đắm, hoặc biết thọ nhận rồi, thí chủ sanh nuối tiếc, hoặc biết thọ nhận rồi, thí chủ sanh nghi ngờ. Họ biết thọ nhận rồi thì thí chủ sẽ nghèo khổ, hoặc biết vật đó dự định để cúng tam bảo, hoặc biết vật đó là từ trộm cướp mà có, hoặc biết thọ nhận rồi sẽ bị nhiều khổ não, bị gọi rất là cướp đoạt của cải, phải chịu hình phạt trói buộc. Bồ Tát nào khi có chúng sanh muốn đến nghe pháp là vì tâm lý sân giận ganh tị, không chịu nói pháp cho họ, gọi là phạm chúng đa phạm. Phạm có khởi ô nhiễm, nếu biết nhát thì phạm này không khởi ô nhiễm. Những trường hợp không phạm hoặc vì ngoại đạo muốn vạch tìm lỗi, hoặc bị bệnh nặng, hoặc bị cuồng loạn, hoặc biết không nói pháp thì sẽ điều phục được họ, hoặc biết họ tu pháp chưa hoàn hảo, hoặc biết người hỏi pháp không thể cung kính làm theo đúng oai nghi. Hoặc người đó căn cơ thấp kém, nghe pháp vi diệu sâu xa sẽ sanh tâm lo sợ, hoặc biết người đó nghe pháp rồi tăng thêm tà kiến, hoặc biết người đó nghe pháp rồi sủi hỷ bán thối lui, hoặc người đó nghe rồi hướng người xấu ác mà nói. Bồ Tát nào đối với chúng sanh phạm giới hung ác và dùng tâm sân hận, hoặc tự mình từ bỏ họ, hoặc bảo người khác từ bỏ nơi không giáo hóa họ, gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Nếu vì biến giác hoặc quên mà che chở thì phạm này không khỏi ô nhiễm. Vì sao? Vì Bồ Tát nơi khởi tâm từ bi rộng lớn đối với kẻ ác cũng như người hiền, rồi không phạm hoặc vì bị cuồng loạn, hoặc biết mà không tiếc để điều phục họ như trước đã nói, hoặc bảo vệ tâm người khác, hoặc vì bảo vệ quỷ chế của chúng tăng. Bồ Tát đã ở trong giới ba la đề một xoa của Như Lai, xây dựng nghĩa luật ngăn ngừa tội lỗi, bảo hộ cho chúng sanh. Họ không tin làm cho tin là làm cho tăng trưởng rộng ra, đồng với hàng tam văn học. Vì sao? Vì hàng tam văn cho đến việc từ độ, cho đến việc không từ bỏ độ người, luôn khiến cho người không tin phải tin, tôi rồi làm cho học giới tăng trưởng, cũng như là Bồ Tát cứu độ là đứng đầu. Lại hàng thanh văn chỉ ngăn ngừa tội lỗi nên ít trụ, ít lợi, ít làm, ít dùng phương tiện, cho nên Thế Tôn kiến lập học giới Bồ Tát khác với thanh văn. Vì sao? Vì thanh văn tự độ sẽ bỏ người, nên an trú vào ít lợi, ít làm, ít dùng phương tiện, chẳng phải như Bồ Tát độ mình và độ người, mà vẫn an trú ở ít lợi, ít làm, ít dùng phương tiện. Bồ Tát vì chúng sanh nên chẳng kể là bà con, bà la môn cư sĩ đối với sự mong cầu, thì trăm ngàn y phục cũng đều tùy ý ban cho, còn phải biết thí chủ kham hay không kham tùy theo sự dân cúng mà lãnh thọ. Như y bác cũng vậy, như tự mình mong cầu y bác chỉ sợi khiến người thọ chẳng phải chẳng bà con giờ thành phải. Vì chúng sanh nên Bồ Tát cất chứa trăm ngàn tòa ngọa tốt đẹp, cả đến trăm ngàn vàng bạc cũng đều thọ nhận. Như vậy trú ở ít lợi, ít làm, ít phương tiện với hàng thanh văn là để ngăn ngừa tội lỗi. Còn Bồ Tát trú trong học giới thì không giống. Giới luật nghi của Bồ Tát là vì chúng sanh. Nếu Bồ Tát với tâm thù hận mà ăn trú ở chỗ ít lợi, ít làm, ít phương tiện, gọi là phạm chúng đa phạm và này khởi ô nhiễm. Nếu vì biến nhát mà ăn trú ở nơi ít lợi, ít làm, ít phương tiện thì phạm nhưng chẳng khởi ô nhiễm. Nếu Bồ Tát thân miệng quanh co, hoặc hiện tướng, hoặc chê bai, hoặc vì lợi mà cầu sợ lợi, sống trong pháp tà mạng mà không biết hữu thiện, không có khả năng xả ly, gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm đoạn trừ chúng nên muốn khởi phương tiện, phiền não tăng trưởng lại khỏi vô số. Bồ Tát nào tâm loạn động, không an tịnh, lớn tiếng đùa giỡn khiến người khác ưa thích, tạo thành nhân duyên thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Nếu quên mà sơ suất phạm thì phạm này không khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là vì đoạn trừ chúng mà muốn khỏi phương tiện, như Đức đã nói, hoặc vì người khác giận hờn muốn họ dứt hết, hoặc vì người khác lo buồn muốn họ dứt hết, hoặc tính người khác ưa thích đùa giỡn mà vì họ tu nhiếp, hoặc muốn đoạn trừ chúng nên ủng hộ, hoặc người khác nghi ngờ Bồ Tát có tâm chống trái giận hờn thì Bồ Tát tỏ ra vui vẻ, tâm vẫn thanh tịnh. Bồ Tát nào thấy nói như vậy, Bồ Tát không nên tích niết bàn, không nên nhập niết bàn, không nên sợ phiền não, không nên vì nhàm chán mà xa lìa. Vì sao? Vì Bồ Tát đã ở trong ba tăng kiệt kiếp,
thọ nhận sanh tử đã lâu, mong cầu quả vị đại bồ đề. Nếu nói như thế gọi là phạm chúng đã phạm. Phạm này khỏi ô nhiễm, vì sao? Vì hàng thanh văn rất ưa thích niết bàn, lo sợ nhầm chán phiền não trăm ngàn vạn ức lần không bằng bồ tát ưa thích niết bàn, lo sợ nhầm chán phiền não. Nghĩa là thanh văn chỉ vì lợi mình, bồ tát thì không như thế, luôn vì chúng sanh. Bồ tát tu tập không có tâm nhiễm ô hơn hạng a la hán, diệt sạch hữu lậu, xa lìa phiền não. Bồ tát nào không hộ trì, không có lòng tin, không ủng hộ quả trách hủy bán, cũng không trừ diệt. Nếu thật sự người có nhiều tội lỗi mà không đoạn trừ gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này có khởi tâm nhiễm ô. Người thật sự không có tội lỗi mà không trừ diệt thì phạm này, thì phạm chẳng này khởi tâm nhiễm ô. Trường hợp không phạm, nếu ngoại đạo chế bai bán hoặc người ác khác, nếu người xuất gia khất thực tu tập nhân lành, sanh tâm hủy nhục người, nếu ở trước người giận dữ cuồng loạn và sanh tâm chê trách, Bồ Tát thấy chúng sanh nên thuyết giảng về khổ đau để được lợi ích, Bồ Tát lo vì lo sợ khổ não mà không làm, gọi là phạm chúng đã phạm, phạm này chẳng khỏi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là Bồ Tát quán thấy chúng sanh hiện tại đã được lợi ích khỏi nhiều đau khổ. Bồ Tát nào dùng lời mã nhục để thù người, mã nhục dùng sân giận để thù người sân giận, dùng sự đánh đập đáp trả lại người đánh đập, dùng sự hủy nhục trả thù người hủy nhục mình, đây gọi là phạm chúng đã phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Bồ Tát nào xâm phạm người khác hoặc không phạm mà khiến cho người khác nghi ngờ thì phải xin lỗi. Nếu giận hờn trách móc ngạo mạn không xin lỗi như pháp thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Nếu phạm bị biến nhát thì phạm này chẳng khởi nhiễm ô. Trường hợp không phạm hoặc vì dùng phương tiện để điều phục người kia, hoặc người kia muốn làm hạnh bất tịnh nhưng sau đó người thọ nhận không sám hối thì không tội, hoặc biết người kia tánh ưa tranh tùng, nếu xin lỗi sẽ làm tăng sự nổi giận, hoặc biết người kia hòa nhẫn tâm không hiềm khích thù hận vì sợ người ấy xấu hổ không xám cũng không tội. Bồ Tát nào khi người phạm giới kia đã sám hối như pháp mà vì tâm hiềm hận muốn làm cho họ phiền não, nếu không nhận lời sám hối thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Nếu tâm không giận trách, không thọ nhận sám hối thì phạm này không khởi tâm nhiễm ô. Trường hợp không phạm hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia như trước đã nói, hoặc người kia không như pháp mà sám hối, tâm người đó không được bình thường, đã không nhận sự sám hối đó cũng không có tội. Bồ Tát nào khởi tâm hiềm trách người khác, chấp chặt không xả bỏ, đây gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm và đoạn trừ nó, nên muốn khởi phương tiện như trình bày ở trên, Bồ Tát này bị tham lam vì phụng sự mà có chứa để nuôi dưỡng bà con thì gọi là phạm chúng đã phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm, Bồ Tát không có tâm tham cầu có chứa, nếu Bồ Tát lười biếng ưa thích ngủ nghỉ không đúng thời, chẳng biết đủ thì gọi là phạm chúng đã phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm hoặc bị bệnh sức khỏe kém, đi xa mỏi mệt để hoặc để đoạn trừ chúng, nên muốn khởi phương tiện như trước đã trình bày. Bồ Tát nào vì tâm ý ô nhiễm bỏ phí thời giờ để bàn chuyện tiếp tục thì gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Nếu quên hay sơ suất phí mất thời gian thì phạm mà không khỏi ô nhiễm. Trường hợp không phạm gặp người khác hỏi mà Bồ Tát muốn giữ gìn tâm ý của họ để nghe trong chốc lát, hoặc trả lời những câu hỏi của người khác chưa từng nghe. Bồ Tát nào muốn cầu tâm định và thù ghét ngạo mạn không lãnh thọ sự dạy dỗ của thầy và là phạm chúng đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Do biến nhát thì phạm như chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm hoặc bị bệnh hoặc vì sức khỏe kém, hoặc biết người đó nói đạo lộn, hoặc mình có đủ khả năng, đủ năng lực nghe biết nhiều, hoặc trước đã lãnh thọ pháp rồi. Bồ Tát nào khởi năm cái mà tâm không khai thông gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khởi tâm nhiễm ô. Trường hợp không phạm để đoạn trừ chúng, nên muốn khởi phương tiện như đã trình bày ở trước. Bồ Tát nào thích giữ gìn thiền định dùng để làm công đức gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là bị đoạn trừ chúng, nên muốn khỏi phương tiện như đã trình bày ở trên. Bồ Tát nào thấy và cho Bồ Tát không nên nghe kinh pháp của thanh văn, không nên lãnh thọ, không nên học. Bồ Tát nào thực hành pháp thanh văn gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Vì sao? Vì Bồ Tát còn nghe luận thuyết của ngoại đạo, muốn gì là lời Đức Phật dạy. Trường hợp không phạm là thường học tạng Bồ Tát nhưng chưa thể thông suốt. Bồ Tát nào đối với tạng Bồ Tát không tạng phương tiện, xả bỏ, không học, chỉ
chỉ thực tập kinh pháp của Thanh Văn, gọi là phạm chúng đa phạm và đại chẳng khởi ô nhiễm. Bồ Tát này đối với lời dạy của Đức Phật từ bỏ không học, trở lại học tập tà luận ngoại đạo và kinh điển tiếp tục, gọi là phạm chúng đa phạm và đại khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm hoặc là người thông minh nhất, tiếp thu nhanh chóng hoặc học lâu không quên mất, hoặc tư duy biết nghĩa lý và trong pháp của Phật so xét tất cả, chứng được trí bất động hoặc mỗi ngày thì dành hai phần thời gian học tập kinh điển của Phật, một phần đọc sách ngoại đạo, đây gọi là không phạm. Như thế đối với tất cả sách thế tục, luận thuyết của ngoại đạo tạng yến và ưa thích không từ bỏ, không nghĩ tưởng đó là độc hại, gọi là phạm chúng đã phạm và lời khỏi ô nhiễm. Bồ Tát nào nghe nghĩa chân thật sâu xa về tạng pháp của Bồ Tát, vô lượng oai lực thần thông của chư Phật Bồ Tát và Chư Bai không chịu lãnh thọ, lại cho chẳng lợi ích, chẳng phải là nói của Như Lai, không thể đem lại lợi an lạc cho chúng sinh, và nói là phạm chúng đa phạm, phạm này có ô nhiễm. Hoặc vì tâm mình tư duy không chân chánh nên mới chê bai hoặc thuận theo người khác mà chia ra chê bai. Bồ Tát này nghe nghĩa sâu xa đệ nhất và không sanh tâm hiểu biết, thì Bồ Tát này phải khởi lòng tin, không có tâm quanh co, làm vậy chính là học. Ta vốn không phải mù, dù không có mắt trí tuệ như tuệ nhãn của Như Lai, nhưng vẫn có tùy thuận thuyết giảng lời dạy của Ngài, thì sao lại phát khởi sự chê bai. Bồ Tát này tự ở nơi xứ vô tri, như thế là Như Lai hiện pháp thấy biết chân chánh, quán chân chánh và hướng đến đúng đắn, thì không phạm, chẳng phải không hiểu mà chê bai. Bồ Tát này bị tâm tham lam giận dữ là khi không biết mình chê người, gọi là phạm chúng đa phạm, phạm lời khỏi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là hoặc xem thường ngoại đạo, hoặc tán thán pháp Phật, hoặc dùng phương tiện để khiến họ được điều phục như trình bày ở trên, hoặc người không tin khiến cho tin, người tin rồi làm cho tăng trưởng. Bồ Tát nào biết ở đâu có giải thuyết giới pháp hoặc là bàn luận quyết định, mà vì tâm kiêu mạn sau giờ khỏi đến nghe pháp, gọi là phạm chúng đa phạm, phạm lời khỏi ô nhiễm. Do biến nhắc mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là vì không hiểu, hoặc bị bệnh, hoặc sức khỏe kém, hoặc họ thuyết pháp bị đảo lộn, họ bảo về tâm của người thuyết pháp, hoặc để nghe nhiều để thọ trì giờ biết nghĩa lý, và nếu nghe nhiều hiểu rộng, hoặc nghe thực hành, hoặc đang đúng như pháp thực hành, hoặc tu thiền định không muốn ngừng nghỉ, hoặc căn cơ thấp kém, khó hiểu biết, khó lãnh tọa, khó hành trì. Nếu các trường hợp này Bồ Tát không đến nghe đều không phạm. Bồ Tát này xem thường người thuyết pháp, không sinh tâm cung kính, cười, mỉa, chê, bai, chỉ chấp câu chữ không đưa vào nghĩa chân thật, và là phạm chúng đa phạm và đời không ô nhiễm. Nếu Bồ Tát trú vào luật nghi giới, thì chúng sinh làm việc nhưng vì tâm giận dữ không cùng làm, như là suy nghĩ, tính toán các việc, việc đi cơ đường, hoặc như pháp phát triển lợi ích, việc làm ruộng trang trâu hoặc tranh cãi, việc của chúng họ an lành, việc làm phước mà không cùng làm với họ, gọi là phạm chúng đa phạm và đời khởi ô nhiễm. Nếu do biến giác mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là do bị bệnh, không có sức khỏe, hoặc tự họ có khả năng làm, hoặc họ có nhiều bạn bè, hoặc là việc làm này của họ chẳng có phương pháp, chẳng có ý nghĩa, họ dùng phương tiện khiến cho họ được điều phục như để trước đã trình bày, họ trước đã hứa với người khác, hoặc họ có oán hận, hoặc đang tu tập việc lành không muốn tạm ngưng dừng, hoặc căng tánh mê mờ, hoặc để giữ gìn tâm ý của nhiều người, hoặc để bảo vệ quy chế của tăng chúng, thì Bồ Tát không cùng làm đều không phạm tội. Bồ Tát nào thấy người bệnh gầy yếu mà do tâm giận hờn không đến chăm sóc, gọi là phạm chúng đa phạm, phạm này có khởi tâm nhiễm ô. Để do biến giác mà thì phạm, nhưng phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là vì mình bị bệnh không có sức khỏe, họ đã nhờ người khỏe mạnh chăm sóc người bệnh, họ biết tự người đó có thân thuộc, họ biết người đó có năng lực tự chữa trị, họ đang có nhiều bệnh phát sinh, bệnh lâu ngày, họ tu tập nghiệp tốt lành không muốn ngừng nghỉ, họ căn cơ mờ tối, khó hiểu biết, khó tiếp nhận, khó hành trì, khó ăn trú trong nhân viên, họ trước đã nhận khám bệnh cho người khác cũng nghèo khổ bệnh như vậy. Bồ Tát nào thấy chúng sanh gây tạo nghiệp ác đời này và đời sau mà do tâm giận hờn không nói thuyết pháp chân chánh cho họ,
gọi là phải vô đa phạm và đời khỏi tâm ô nhiễm. Trường hợp không phạm là hoặc do mình không đủ trí tuệ, không có sức khỏe, hoặc đỡ nhiều người khỏe mạnh trước pháp, hoặc biết tự họ có năng lực, hoặc có thiện trí thức, hoặc đó là phương tiện để họ được điều phục như đã trình bày. Hoặc biết thuyết pháp đang chánh thì họ lại oán giận ta, nói lời xấu ác, hoặc sợ họ tiếp thu điên đảo, hoặc không ưa thích cung kính, hoặc tài tánh người đó chống đối ngang bạo. Bồ Tát nào tòa nhận ông cúng dường của người mà do tâm giận hờn xem thường, không có lời cảm ơn, hoặc tâm muốn thêm sự báo thù họ, và là phạm chúng đa phạm và đời khởi ô nhiễm. Nếu do tâm biến giác mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm hoặc tại phương tiện mà không có sức lực, hoặc dùng đó là phương tiện khiến họ được điều phục như là trình bày, hoặc muốn báo ân mà họ không chịu nhận. Bồ Tát nào thì chúng sanh có thân thuộc bị nạn khó khăn về của cải và tâm tù giận không làm cho họ thoát khỏi nỗi buồn ai não hại, và là phạm chúa đa phạm và đầy khởi ô nhiễm. Nếu do biến giác thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm, không giống những việc như trước đã trình bày. Bồ Tát nào có người đến tìm cầu thức ăn y phục nhưng bị tâm giận hờn mà không ban cho, gọi là phạm chỗ đa phạm, phạm này khỏi ô nhiễm. Nếu do tâm biến giác mà phạm thì phạm này chẳng khỏi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là mình không có hoặc vật cần chẳng phải pháp, hoặc phần không đem lại lợi ích cho họ, hoặc là dùng phương pháp, dùng một phương tiện để làm cho họ điều phục như đã trình bày, hoặc là họ phạm vương pháp của vua nên phải bảo vệ pháp của vua, hoặc bảo vệ quy chế của tăng chúng. Bồ Tát nào tôi nhận giáo hóa đệ tử do tâm sân giận mà truyền trao không đúng như pháp, không thể tùy thời như bà la môn cư sĩ mong cầu ăn mặc đồ nằm thuốc men phòng nhà để tùy lúc mà cung cấp cho họ, gọi là phạm chúng đa phạm. Phạm này có khởi tâm nhiễm ô, nếu do biến giác buông lung mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trừ không phạm là dùng việc đó làm phương tiện khiến cho họ được điều phục như đã trình bày, hoặc đảm bảo về quy chế của tăng chúng, hoặc bị vì bệnh hoặc không năng lực, hoặc đảm bảo người có năng lực thuyết giảng, họ biết người đó có khả năng nhận thức nhiều công đức lớn, tự tìm cầu các tới, không biết họ đã từng lãnh tỏ giáo pháp, tự họ đã biết pháp hoặc ngoại đạo trộm pháp mà không thể khuất phục. Bồ Tát nào do tâm ý giận hờn không thuận theo người khác, gọi là phạm chúng đa phạm và đời khởi ô nhiễm. Nếu bị biến giác thì phạm, nhưng phạm này không khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là người đó muốn làm việc không đúng pháp, hoặc bị bệnh, hoặc sức khỏe kém, và bảo vệ quy chế của tăng chúng, hoặc người đó tuy đúng như pháp nhưng lại khiến cho nhiều người làm việc không đúng pháp, hoặc muốn đoạn trừ ngoại đạo và dùng phương tiện đó để khiến họ được điều phục. Bồ Tát nào bị chúng sanh khác có công đức chân thật mà do tâm ý giận hờn không có đến người đó để thuyết giảng, cũng không khen ngợi, mà có khen ngợi nhưng không sướng là lành thay, gọi là phạm chúng đã phạm, phạm này khởi ô nhiễm. Nếu do lười biếng buông lung mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm, biết người đó ít ham muốn để bảo vệ tâm ý của họ, hoặc bị bệnh, hoặc không có năng lực, hoặc dùng phương tiện đó để điều phục họ, hoặc để giữ gìn quy chế của tăng chúng, hoặc khiến người đó khởi lên phiền não, khỏi tràn đầy ưa thích kiêu mạn phi nghĩa, vì để diệt trừ diệt những tai họa này, hoặc đúng là công đức nhưng tựa như chẳng phải công đức, hoặc thật đại khéo nói hoàn toàn tựa như chẳng phải nói hoàn toàn, hoặc bị bẻ gãy tài kiến hòa đạo, hoặc thuyết giảng đã hoàn thành. Bồ Tát nào thì có chúng sanh cần phải trách mắng, cần phải trừ bỏ, cần phải dùng hình phạt bỏ hẳn người đó mà do tâm nhiễm ô, không quả trách, không trừ bỏ, và trừ bỏ không đúng hình phạt trục xuất, và là phạm chúng đã phạm phạm này khởi ô nhiễm. Nếu do tâm lười biếng buông lung mà phạm thì phạm này chẳng khởi ô nhiễm. Trường hợp không phạm là người đó không thể trị được, không thể cùng nói chuyện, khó có thể dạy bảo, khởi nhiều tâm thù hận, hoặc vừa lúc thấy thì sợ vì người đó, khởi tâm đánh đấu chống lại, hoặc tranh nhau để nói, hoặc tranh cãi với thân chúng, hoặc phá hoại tâm, hoặc người đó không quanh co, có tâm hộ thì biết tự sự nổi dần. Bồ Tát nào thành tựu đầy đủ năng lực thần thông, người đáng lo sợ thì nên lo sợ họ, người đáng dẫn dắt thì nên dẫn dắt họ, vì muốn cho chúng sanh tiêu hết vật dụng của tánh thí, chứ không vì năng lực thần thông lo sợ dẫn dắt họ, gọi là phần chúng đa phạm, phần này chẳng khởi tâm nhiễm ô. Trường hợp không phạm là nếu chúng sanh đó khởi tâm tham đắm, là ngoại đạo phỉ báng thánh nhân, thành tựu tà kiến, tất cả đều không phạm, hoặc người đó bị cuồng loạn, hoặc khổ đau tăng trưởng.
Này các Bồ Tát, ta đã nói những pháp Đồ Các La, Bồ Tát nào phạm mỗi một pháp phải thực hành pháp sám hối Đồ Các La, nếu không sám hối là làm chướng ngại với Bồ Tát. Nên xin hỏi các Bồ Tát ở trong đây thanh tịnh không? Nên xin hỏi các Bồ Tát ở trong đây thanh tịnh không? Nên xin hỏi các Bồ Tát ở trong đây thanh tịnh không? Các Bồ Tát ở đây thanh tịnh vì im lặng, việc ấy tôi xin ghi nhận như vậy. Này các Bồ Tát, tôi đã nói bốn phép Ba La Di của Bồ Tát, chúng là những phép Đồ Các La. Đây là tạng luận của Bồ Tát được Thế Tôn Di Lặc Hòa Hợp thuyết: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới. Các giới pháp này có thể phát sanh hạnh của Bồ Tát thành tựu đạo Bồ Tát. Này các Bồ Tát, muốn phát tâm cầu đạo Bồ Đề vô thường, cho nên giữ gìn đầy đủ. Nếu người giữ gìn mà không khởi tưởng về pháp, sẽ diệt hết ở đời tượng pháp, thì có thể làm cho nghĩa chân thật của pháp càng sáng tỏ, có thể làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài, không bị tiêu diệt, tâm an trú chân chánh, tự thành tựu pháp Phật, giáo hóa chúng sanh không biết mệt mỏi, thành tựu nghiệp lành, mau chóng chứng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.